Những người mà họ thực sự yêu nhau, họ sẽ không bao giờ muốn để cho cái câu chuyện mà họ cãi nhau quá một cái khoảng thời gian quá lâu, trong cả hai cùng im lặng. Im lặng như vậy là giết chết luôn cái mối quan hệ đấy luôn không? Không bao giờ xóa Facebook của người yêu cũ, chỉ có người yêu cũ xóa Facebook em thôi. Thật sự, cho nên là đến tận bây giờ em vẫn luôn luôn nghĩ một cái điều nhá. Em hiểu em ăn ở kiểu gì nhá. Sau khi chia tay em luôn là người bị ghét. Không, nhưng mà em nhớ có một người đàn anh ở em. Họ hận, họ ghét mình. Có khi chia tay xong mà họ vẫn nói về em như một thứ rất tốt đẹp, là một người em gái tốt hay gì đấy. Tình yêu ấy thì mình là một người xứng đáng, thì cái người mà quen mình á, họ mới yêu mình đến như vậy. Và khi mình thực sự là một người xứng đáng thì sẽ không bao giờ có câu chuyện của một người thứ ba nào ở trong tình yêu hết, trừ phi là mình không còn yêu nhau nữa thôi. Khi mà cái tình yêu của mình dành cho nhau không đủ lớn thì mới có người thứ ba xuất hiện được. Còn khi mà tình yêu mình dành cho nhau cũng ok thì sẽ không bao giờ có câu chuyện người thứ ba. Em không thích cái chuyện im lặng nữa. Thật, dù nó không phải là một lời giải thích, dù nó không phải là một lời nói thật, dù nó chỉ là một lời nói dối thôi, cũng nên nói với nhau một lời. Tại vì người con gái đôi khi họ sẽ tổn thương rất nhiều bởi vì cái sự im lặng này. Anh hết yêu em rồi, hoặc là anh bây giờ anh có người yêu mới rồi, hoặc là cứ chơi rồi anh chẳng bao giờ yêu em đâu. Có thể nói như thế luôn cũng được. Nếu em là một người đàn ông đi, em vẫn còn thương cái người phụ nữ đấy. Không thể nào mà quá bận như thế được. Chỉ có là tôi không muốn thôi. Chứ còn một khi mà muốn thì có là vài giây thì chị cũng sẽ cố gắng để nhắn cho cái người mình yêu. Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời. Dù đời số mình có ra sao, có thế nào. Dù địa đàng hay nhân gian, dù hình hài hay chỗ tha. Nguyện đi cùng đến muôn đời, dù đời số mình có xa nhau, có mất nhau, chẳng phải mơ. Họ hận, họ ghét mình, đấy mới là tình yêu. Còn khi chia tay xong mà họ vẫn nói về em như một thứ rất tốt đẹp, là một người em gái tốt hay gì đấy, nó không phải tình yêu. Tình yêu thực sự nó phải có sự hận và nó phải có sự ghét, em nghĩ là như vậy. Sau cái khoảng thời gian mà bạn rất ghét và bạn rất hận đấy rồi, nó nguôi ngoai đi rồi thì chúng ta sẽ làm những người bạn. Chị biết sao không? Đàn ông họ rất thích im lặng và đàn ông họ sẽ rất thích cái chuyện là họ sẽ không bao giờ muốn nói ra cái câu chia tay hết. Đấy mà lại chơi ác hả? Họ luôn muốn người phụ nữ cảm thấy khó chịu và phải nói là tôi và anh chia tay đi. Họ vừa không muốn cắt đứt cái mối quan hệ đấy mà họ vừa muốn tiến đến với một cái mối quan hệ mới chẳng hạn. Hoặc họ đã chán chúng ta lắm rồi thì họ luôn muốn là cao thượng, thôi em nói trước đi. Nếu mà em thất bại trong tình yêu và em cảm thấy bế tắc là ở thời điểm này hay ở thời điểm tiếp theo của em, biết đâu hai cái người mà họ thực sự yêu nhau, họ sẽ không bao giờ muốn để cho cái câu chuyện mà họ cãi nhau quá lâu, trong cả hai cùng im lặng như vậy là giết chết luôn cái mối quan hệ đấy luôn.